Ở đây mắt bạn ấy là bị cần thị nhá. Ở đây ở đây thì anh sẽ nhìn thấy là đây là cái con mắt bình thường. Rồi, ok. Đây con mắt cần thị này. Thì mắt cần thị về chiều dài nó sẽ dài hơn. Con mắt này thì nó sẽ ngắn. Rồi. Con mắt này nó sẽ dài hơn so với mắt bình thường. Được chưa? Đó. Nên là khi mà bình thường tất cả các tia sáng nó đi vào đây nó sẽ phải rơi vào đúng cái vị trí cuối cùng ở đây. Người ta gọi là hoàng điểm hay điểm vàng. Rồi. Thì các bạn này nhìn mới rõ. Ừ. Nhưng mà mắt bé nhà anh nó dài hơn nên là cái ánh sáng nó sẽ rơi về phía trước nên là bé nhìn không rõ. Hiện tại thì lực chỉ ở mức 2/10, 3/10 thôi. Thì anh hiểu đơn giản là cần thì là con mắt nó to hơn so với mắt bình thường. Anh sẽ thấy là một số bé khác hoặc là một số người khác mà mắt người ta bị lồi ấy là do người ta bị cần thị quá cao, rất là cao, càng ngày nó càng to, càng to, càng to ra đó. Thế thì đây giả sử như đây con mắt bình thường nó sẽ to như này, nhưng mà con mắt cần thị ví dụ 5-6 điếu nó sẽ to ra đến mức như này, nó lồi to đúng không? Và con mắt này anh tưởng tượng nó giống như quả bóng, nếu mà anh bơm hơi vào quả bóng nó càng ngày càng nhiều thì lớp da nó sẽ mỏng đi, đúng không? Thì bên trong này nó cũng sẽ có cái cấu trúc là một lớp da như thế. Cái này nó gọi là võng mạc. Thì ở đây nó tập trung rất là nhiều mạch máu và dây thần kinh. Thì nếu như mà mình để cho mắt của con càng ngày cần thị càng cao ấy, thì cái lớp này nó càng mỏng. Nên là mình không muốn là mắt con càng ngày càng tăng độ cần là vì thế. Nó sẽ làm giãn mỏng cái lớp này và nó tăng nguy cơ bị bong rách. Và nếu mà nó bong rách thì nó gây mất thị lực không hồi phục được. Nên là mất thị lực vĩnh viễn luôn. Đó là lý do tại sao mình cần phải kiểm soát cần thị nhé. Còn vấn đề loạn thị, loạn thị là như nào? Ở bên mắt trái ấy, thì lúc nãy em bảo với anh là bé bị loạn thị. Thì cái cấu trúc này là giác mạc ở phía trước này. Cái giác mạc thì nó sẽ nằm ở phía trước cái con ngươi màu đen của mình. Thì bình thường nó sẽ cong, tất cả các đường cong này nó sẽ có đường cong như nhau. Nhưng mà cái giác mạc loạn thị ấy, thì nó lại không có đường cong giống nhau như này. Anh tưởng tượng cái này nó có thể bóp xuống, nó giống như quả trứng gà ấy, có một đường cong thì dài, một đường cong thì ngắn, nên là nó sẽ hồi tù không vào một điểm như này. Đó. Thì loạn thị nó cũng sẽ gây ra nhìn mờ. Đấy là loạn thị, chứ không phải là loạn thị là giống như một số phụ huynh khác nghĩ rằng là lúc thì viễn thị, lúc thì cần thị, hay lúc thì thị lực tốt, lúc thì thị lực kém nhé. Cả ba loại tật khúc xạ là viễn thị, cần thị và loạn thị đều là bất thường về cấu trúc cả. Và chính vì nó là bất thường về cấu trúc, ví dụ như cần thì là con mắt là to hơn, nên là anh chị cũng sẽ cần phải nhớ đấy là không có phương pháp nào tập để cho hết cần thì được, không có, hiện tại là không có loại thuốc nào uống để hết cần thì được, nên là tránh những tình trạng đấy để những người khác mà người ta lợi dụng vào đó để người ta lừa mình nhé, là không có. Cần thì chỉ có thể chỉnh bằng một là đeo kính, kính thì sẽ có kính gọng hoặc là kính tiếp xúc, hai là sẽ phẫu thuật thì nó mới hết cần thì được nhé. Được chưa? Rồi đấy là vấn đề về cần thì. Thứ hai nữa là cái vấn đề anh chị quan tâm. À đây, đây sẽ cho anh xem. Đây là cái hình ảnh của cái đáy mắt, cái võng mạc cái này ấy. Thì ở đây là gọi là cái đáy mắt bình thường thì nó sẽ như này. Nhưng mà nếu mà đáy mắt của người cần thì cao ấy. Nếu mà đáy mắt của người cần thị cao thì anh sẽ nhìn nó sẽ có những vết ràn ra như này, bởi vì nó bị giãn ra, nó bị giãn căng này, nhìn giống như những vết ràn của bà bầu ấy, da bụng của bà bầu ấy. Và những giai đoạn sau thì nó sẽ bị thoái hóa nhiều hơn, nó nhìn nó rất là ghê, nó khác so với này cái đáy mắt bình thường, đúng không? Đấy, nên là khi mà nó đến những giai đoạn này thì nó sẽ gây dễ gây bong rách võng mạc và gây mất thị lực. Nhá, nên là mình cần phải giữ cho độ cần của con nó ở mức bình thường, ổn định. Một cái bảng thống kê về cái mức độ cái nguy cơ mà gây nên các bệnh khác của những người bị cận thị. Ví dụ như với những người mà cận thị từ 1 đến 3 điểm. Đây, 1 đến 3. Ừ. Thì cái nguy cơ đục thủy thủy tinh nó cao hơn gấp 2 lần so với người bình thường. Cái nguy cơ bong rách võng mạc mà cao gấp 3 lần so với những người bình thường. Mức độ cần thì này là mức độ cần thì đang còn nhẹ. Bệnh nhà anh đang nằm trong khoảng này. Không nhẹ. Nhưng mà nếu mà càng ngày để cho độ cần nó càng tăng đến cái mức ví dụ như lớn hơn 6 điếu, người ta gọi cần thì cao. Nhưng mà hiện tại cái định nghĩa mới năm 2020,
21 người ta định nghĩa cần thì cao là trên 5 đĩa ốc. Trên 5 đĩa ốc. Đây là cái thông số cũ thôi. Trên 5 đĩa ốc người ta đã gọi là cần thì cao rồi. Thì những người cần thì cao thì cái nguy cơ bong tách võng mạc nó cao gấp 22 lần so với những người bình thường. Đó. Và nguy cơ thoái hóa hoàng điện nó cao gấp 41 lần so với những người bình thường. Nghĩa là cũng là một hoạt động, ví dụ như bàn này bị cần thì trên 5 đĩa ốc đá bóng, đánh bóng rổ với một bàn khác cũng bình thường, thì những cái va đập nó có thể là với người bình thường nó không gây ra vấn đề gì cả, nhưng mà có thể với bé nhanh thì nó sẽ gây ra bong rách võng mạc bởi vì cái nguy cơ của mình nó cao hơn. Đấy, nên là hạn chế đồ cần rồi hạn chế các hoạt động vận động mạnh mà có thể tăng nguy cơ đó. Nó sẽ có một số cái phương pháp. Phương pháp đầu tiên và đơn giản nhất đấy là anh cần thay đổi thói quen sinh hoạt cho bạn ấy. Thứ nhất là giảm thời gian nhìn gần. Các hoạt động nào mà trong sải tay như này thì mình gọi là cái hoạt động nhìn gần. Ở trong sải tay là nhìn gần. Ví dụ xem điện thoại, đọc truyện, đọc sách là những hoạt động mà nhìn gần. Được chưa? Và kết hợp với đó là tăng thời gian hoạt động ngoài trời tối thiểu là 3 giờ một ngày. Nó đã có những nghiên cứu cụ thể về một nhóm trẻ em là có thời gian hoạt động ngoài trời nhiều hơn 3 giờ một ngày, và một nhóm trẻ em là hoạt động ngoài trời ít hơn 3 giờ một ngày, thì cái nhóm có thời gian hoạt động ngoài trời và tiếp xúc nhiều với ánh sáng tự nhiên nó sẽ có tốc độ tiến triển cần thì nó thấp hơn so với cái nhóm mà ăn được cứ đi học về ở trong nhà. Chậm đấy, phối hợp hai hoạt động đấy, giảm nhìn gần và tăng nhìn xa, tăng ngoài trời và giảm ở trong nhà, để là cái việc mà bé bị cần thì nào bạn nào cũng phải áp dụng. Được chưa? Đấy là phương pháp tự nhiên. Rồi tiếp theo đấy, mình sẽ áp dụng một số cái phương pháp can thiệp thêm. Một là sẽ sử dụng các loại kính đặc biệt chứ không phải kính thông thường, các loại kính đặc biệt để kiểm soát cận thị tiến triển. Mình sẽ sử dụng một số cái loại kính mà chuyên kiểm soát cận thị, ví dụ như là kính hai tròng hoặc là kính đa tròng hoặc là kính kiểm soát cận thị. Tuy nhiên các loại kính đấy nó chi phí nó sẽ đắt hơn so với những loại kính thông thường. Đó là một. Thứ hai nữa là mình có thể sử dụng kính áp tròng kiểm soát cận thị. Ví dụ như kính mà anh đang hỏi đấy là kính AutoCay, nó là kính áp tròng cứng, hoặc là kính áp tròng mềm, nó cũng có kính áp tròng mềm để kiểm soát cận thị. Khác biệt giữa hai phương pháp này để là kính áp tròng mềm thì nó sẽ phải đeo ban ngày, còn kính áp tròng cứng ban đêm AutoCay thì nó chỉ đeo ban đêm lúc mà bắt đầu đi ngủ, sáng mai thì ngủ dậy thì tháo kính đấy ra và cả ngày hôm sau không phải đeo kính gì cả. Lát nữa em sẽ nói rõ hơn về phương pháp này. Giải pháp thứ ba nữa là sử dụng thuốc. Thì hiện tại có một loại thuốc đấy là thuốc atropine nồng độ thấp. Nó sẽ có nhiều nồng độ khác nhau, ví dụ như là 0.01, 0.025, 0.05 hay là 0.5 hay là 1. Thì với tùy từng mức độ và thời điểm thì người ta sẽ sử dụng các nồng độ khác nhau để cho các bạn để sử dụng. Thì em thấy là có 3 nhóm phương pháp để kiểm soát cận thị. Một là sử dụng kính gọng, hai là sử dụng kính áp tròng, ba là sử dụng thuốc để kết hợp với cái việc là tăng thời gian hoạt động ngoài trời và giảm thời gian ở trong nhà để phối hợp để điều trị và kiểm soát cận thị tiến triển. Đó, và trong tất cả các phương pháp đấy không thì đấy bạn ơi, đi ra ngoài. Trong tất cả các phương pháp đấy thì không có phương pháp nào là có hiệu quả 100%. Nghĩa là anh sử dụng kính áp tròng rồi, con của anh vẫn có thể tăng độ cận. Anh sử dụng thuốc rồi, con vẫn có thể tăng độ cận, chứ không phải nó kiểm soát 100%. Ví dụ như với sử dụng thuốc atropine thì người ta nghiên cứu là hiệu quả của nó có hiệu quả từ 50-60%. Sử dụng kính áp tròng thì nó có hiệu quả đến khoảng 70%, có những trường hợp 80%. Đặc biệt có những trường hợp thì có một số bạn sử dụng kính áp tròng thì có thể sau 2 năm nó không tăng, nhưng mà vẫn có những bạn mà sử dụng kính áp tròng thì sau 1-2 năm thì nó vẫn tăng 0.5 điểm hoặc 0.7 năm. Đó, nên là nếu mà ai đó nói với anh là nó là những cái phương pháp, ví dụ sử dụng kính áp tròng ban đêm là một phương pháp rất hiệu quả, cho con sử dụng đi, nó không tăng độ cận thì không có, nó không đến mức là như thế. Được chưa? Đó. Thế còn cái dùng thuốc mà để giảm như em vừa nói thì tức là phải dùng thường xuyên à? Lúc nào cũng phải dùng ấy. Đúng rồi, chắc là anh tìm hiểu đấy, nó sẽ phải sử dụng hàng ngày và kéo dài. Thông thường thì em sẽ phải nói rõ với phụ huynh là nếu như mà anh chị và gia đình suy nghĩ và thấy được rằng là gia đình mình có thể sử dụng dao bàn này kéo dài thì mình sử dụng, nó sẽ tốt. Còn nếu như mà mình chỉ sử dụng 1 tháng hay 2 tháng sau đấy mình dừng thì nó sẽ không tốt. Bởi vì mình dùng 1-2 tháng thì mình có thể kiểm soát được một chút, nhưng mà khi mà mình dừng thuốc đấy thì bàn này lại quay lại tăng độ cần, và cái tốc độ mà tăng độ cần sau khi mình đã sử dụng thuốc đấy nó sẽ nhanh hơn so với việc mình không sử dụng thuốc. Nên là nếu như mà không sử dụng được kéo dài ấy thì không dùng ngay từ đầu.
Kính áp tròng ban đêm auto cây là một cái phương pháp nó tác động lên cái giác mạc, là cái này nó giống như là phẫu thuật. Sự khác nhau đấy là phẫu thuật là người ta làm mỏng đi cái độ dày giác mạc vĩnh viễn luôn, nghĩa là một khi đã phẫu thuật đã làm mỏng thì về sau nó sẽ không phục hồi được. Còn kính áp tròng ban đêm là nó giống như là một cái bát đấy, nó úp lên cái bát bên dưới, nó đè làm cho giác mạc nó mỏng xuống, và sau một ngày cho đến hai ngày thì cái giác mạc nó lại phồng lên. Nhưng mà bởi vì nó ép chứ không phải nó loại bỏ giống như là phẫu thuật, nên là nó có thể phục hồi được. Nếu như mà ví dụ anh sử dụng 1-2 năm anh không muốn sử dụng nữa thì anh dừng kính thì cái giác mạc của bạn này vẫn nguyên vẹn. Nếu phẫu thuật thì nếu mà sau phẫu thuật có vấn đề gì mà anh muốn là biết thấy mình không phẫu thuật thì nó cũng không quay lại được. Đấy, sự khác nhau giữa hai phương pháp, được chưa? Đấy, thì người ta sẽ mô tả đây, đây là cái kính, nó sẽ đeo lên cái giác mạc ở đây và nó sẽ ép làm cho cái giác mạc ban đầu anh thấy nó căng đúng không, thì nó sẽ phản lại. Đấy, để nó giảm cái độ cần đi thì bạn này ngày hôm sau bạn không phải đeo kính. Cái kính này nó là một cái kính nhỏ nhỏ như này và nó đưa trong mắt, người ta gọi là nó giống như một cái dị vật đưa vào mắt ấy. Nên là nó có thể kèm theo những cái tác nhân gây viêm nhiễm mắt. Nên là ngoài nó sẽ có hai ưu điểm chính, một là kiểm soát cận thị tiến triển, hai là giúp trẻ em không phải đeo kính gọng nữa, không phải đeo những cái kính như này. Đấy, thì ngoài hai cái ưu điểm đấy nó rất là lớn thì nó sẽ có những nhược điểm, đấy là nó có nguy cơ gây viêm nhiễm kết và giác mạc. Nếu những trường hợp nặng ấy, gây viêm nhiễm kết và giác mạc nặng ấy, mà mình không xử lý kịp thời hay mình không biết thì nó có thể để lại sẹo, nó tạo sẹo ở trên giác mạc. Thì khi mà có một cái sẹo trên giác mạc thì nó sẽ cản trở ánh sáng và thị lực nó sẽ không được tối đa. Đấy, nên là trước khi mà quyết định cho một bệnh nhân nào sử dụng kính thì thông thường em sẽ cần phải xem xét là bệnh nhân ví dụ như là đứa trẻ nó có sạch sẽ hay không, nó có tuân thủ được cái kỷ luật dùng kính hay không. Ví dụ như là buổi tối chúng bảo là phải rửa kính, hay là buổi sáng thì phải ngâm kính, nó có nhớ được những cái vấn đề đấy hay không. Thứ hai nữa là phụ huynh có theo sát được các bạn ấy hay không. Ví dụ như những bạn nhỏ thì thông thường những thời gian đầu tiên thì là phụ huynh sẽ là người đeo kính cho các bạn đấy, thì phụ huynh có ở nhà được với bạn ấy hay không. Ví dụ những bạn mà ở với ông bà thì thường thì em sẽ khuyến nghị là không nên dùng, bởi vì dùng thì nó tốt đấy, nhưng mà nếu mà chẳng may nó xảy ra vấn đề viêm kết giác mạc thì nó sẽ không tốt bằng sau việc mình không dùng. Đó, nên là nếu mà bố mẹ chăm sóc bạn ấy rất là kỹ và ở cạnh bạn ấy thì có thể dùng. Đó là lý do là tại sao em bảo là mình phải cân nhắc để xem đã. Thứ hai nữa, ngoài cái vấn đề đấy thì mình phải kiểm tra xem là cái giác mạc của bạn ấy có khô mắt nhiều hay không. Những bạn mà có khô mắt nhiều thì nó cũng tăng nguy cơ viêm nhiễm, nên là mình phải khám cái giác mạc đã, rồi bạn này có tiền sử viêm kết giác mạc từ trước đến giờ nhiều hay không. Đó là những yếu tố mà mình sẽ cân nhắc để sử dụng. Nếu như mà giác mạc bạn này tốt, mắt bạn này tốt, không có vấn đề gì cả, và cái tính tuân thủ kỷ luật sử dụng kính của bạn ấy tốt, bố mẹ có thể theo dõi được cho bạn ấy, thì nó là một cái phương pháp giúp cho cái việc mà kiểm soát cận thị nó tốt nhất hiện tại bây giờ. Thay vì cái việc là mình để khoảng 5 năm nữa thì con nhà mình nó sẽ cận thị lên 6-7 điểm, thì mình có thể giữ được cho mắt của con mình sau 5 năm nữa chỉ cần thì khoảng 3 hoặc 3 rưỡi 4 điểm thôi, thì nó tốt hơn so với 7 và 8 điểm rất là nhiều. Đó. Thì cả đấy thì lát nữa em sẽ khám và gia đình sẽ cũng sẽ cân nhắc về cái thói quen và chế độ sinh hoạt của bạn ấy để quyết định là có sử dụng hay không.